Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ chấm dứt sự nghiệp tàn ác của Nguyễn Hòa Bình như thế nào? Phần 2. Chúng tôi đã giới thiệu tiếp phần thứ 2, phân tích về vai trò của Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng liên quan đến quy định số 132 QĐ của Bộ Chính trị và sinh mệnh chính trị của ông chánh án đầy tai tiếng Nguyễn Hòa Bình. Vào ngày 22 tháng 9, Tòa án tỉnh Thanh Hóa bất ngờ thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh. Vụ việc xảy ra ngay sau khi việc vận động hoãn thi hành án với tử tù Nguyễn Văn Trưởng được cho là thành công. Trước đó, luật sư Lê Văn Hòa đã vận động cộng đồng mạng ký tên, gửi tin nhắn đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo luật sư Hòa viết trên mạng trang Facebook cá nhân, thông báo với cộng đồng rằng Chủ tịch nước đã nhận tin nhắn và đang có chỉ đạo giải quyết. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu trước Quốc hội. Trước đó, giới thạo tin tiết lộ Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đưa ra chủ trương tiến hành thi hành án đối với các bị án được cho là án tử tù oan. Chủ trương này nhằm mục đích không phải để những vụ án tai tiếng như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trưởng, Lê Duy Mạnh, v.v. ảnh hưởng đến tương lai chính trị của chánh án Nguyễn Hòa Bình trước cuộc đua nhân sự cấp cao tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đó là lý do tại sao liên tiếp trong 2 tháng 7 và 8 năm 2023, Tòa án Hải Phòng vừa ra thông báo thi hành án tử hình đối với bị án Nguyễn Văn Trưởng, thì sau đó đến lượt Tòa án Thanh Hóa ra thông báo thi hành án đối với bị án Lê Văn Mạnh, và họ thực hiện ngay sau đó. Trong bài viết Ly rượu máu người của nhà hoạt động xã hội, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã đặt vấn đề. Có người đặt câu hỏi vì sao Tòa án tỉnh Thanh Hóa ra lệnh xử tử ông Mạnh lúc này. Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong thông báo họ gửi cho gia đình. Theo đó, họ thi hành án Mạnh để theo yêu cầu của vụ 1. Tòa án Nhân dân tối cao thông qua công văn đề nghị vào ngày 11 tháng 8 năm 2023. Trong hệ thống thứ bậc của bộ máy quyền lực ở Việt Nam, chúng ta biết rằng vụ 1 không thể gửi công văn này nếu không có sự chỉ đạo của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Chánh án Bình đến đợt mình chắc hẳn đã bàn bạc kỹ trong cơ quan nội chính tối cao là Ban Bí thư mà ông Bình là một thành viên chủ chốt để tìm kiếm sự đồng thuận cho một quyết định chắc chắn sẽ làm xôn xao dư luận. Nhận định của nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đồng nhất với đánh giá của giới thạo tin khi cho rằng quyết định xử tử vội vã tử tù Lê Văn Mạnh không phải là một hành động bột phát từ lãnh đạo Tòa án tỉnh Thanh Hóa, mà đó là một quyết định có cân nhắc, có tính toán của lãnh đạo cấp cao nhất của ngành tòa án, là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tử tù Lê Văn Mạnh đã bị vội vã thi hành án tử hình. Câu hỏi đặt ra là vì sao họ phải làm nhanh đến như vậy? Theo nhà báo Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hãy nhìn thời điểm vụ 1 gửi công văn là vào ngày 11 tháng 8 năm 2023, một tuần sau thì quyết định xử tử một tử tù khác Nguyễn Văn Trưởng. Quyết định xử tử Trưởng vào ngày 4 tháng 8 năm 2023 đã làm dậy lên một làn sóng phản đối chưa từng có với vô số bài viết, thư từ, kiến nghị nhằm thẳng vào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đặt chính quyền vào tình thế buộc phải hoãn thi hành án nếu không muốn đổ thêm dầu vào lửa một dư luận đang sôi sục. Công luận cho rằng chánh án Nguyễn Hòa Bình với truyền thống không chịu thua ai, không chịu thua dân và nhất là không chịu thua tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một nhân sự hạt giống đỏ được cơ cấu từ trong trứng. Do không chịu thua nên ông Nguyễn Hòa Bình thua keo này thì bày keo khác và đã ra lệnh thi hành án với bị cáo Lê Văn Mạnh ngay lập tức. Theo giới quan sát, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Hòa Bình vì hành động phạm thượng, vuốt mặt không nể mũi trong quan hệ đồng chí trong đảng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong vai trò nhà nước, chức vụ Chủ tịch nước theo Hiến pháp Việt Nam quy định là sẽ là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước trong quan hệ đối nội và đối ngoại. Chủ tịch còn được coi là nguyên thủ quốc gia. Để thấy rằng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong vai trò là một tứ trụ bốn nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, khó có thể châm trước cho chánh án Nguyễn Hòa Bình. Điều này lý do vì sao thời gian gần đây ông Bình thường xuyên phải xuất hiện để khẳng định ngành tòa án không để xảy ra tình trạng xét xử án oan sai. Dư luận thấy rằng việc Bộ Chính trị đưa ra quy định số 132 để kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là ngành tòa án là hết sức cần thiết. Trong bối cảnh dân chúng Việt Nam hoàn toàn mất lòng tin vào một hệ thống pháp luật vô thiên vô pháp chưa từng thấy này. Nhưng trong một thể chế chính trị độc đảng như Việt Nam hiện nay thì yêu cầu phải có tam quyền phân lập, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp hoạt động độc lập và kiểm soát lẫn nhau.
là điều không tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin ngày hôm nay. Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ chấm dứt sự nghiệp tàn ác của Nguyễn Hòa Bình như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Đề nghị giảm tội cho quan tham không vụ lợi. Viện trưởng Lê Minh Chí không thuộc bài. Dư luận xã hội xôn xao trước việc Bộ Nội vụ vào hôm 6 tháng 11 đã đưa ý kiến trước Quốc hội về việc đề nghị các cơ quan tố tụng phân loại các sai phạm và khoan hồng đối với cán bộ vi phạm nhưng không vụ lợi cá nhân. Và trong cùng ngày, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí cũng đưa ra đề nghị tương tự như Bộ Nội vụ trong việc xây dựng chính sách xử lý nghiêm người tham nhũng nhưng giảm nhẹ hình phạt cho tội phạm tham nhũng nếu không vụ lợi. Theo báo Tiền Phong vào ngày 6 tháng 11, trong bản tin tiêu đề Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân hóa tội phạm, xử nghiêm người chủ mưu, giảm nhẹ cho người không vụ lợi. Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói rằng phải phân hóa tội phạm và xử nhẹ cho người không vụ lợi. Bản tin cũng cho biết vào sáng ngày 6 tháng 11, báo cáo trước phiên chất vấn Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam, ông Lê Minh Chí, đã đề nghị xây dựng chính sách xét xử, xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, đảm bảo yêu cầu vừa nghiêm trị, vừa khoan hồng và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, thất thoát. Đề nghị của Viện trưởng Viện Lê Minh Chí lập tức gặp phải luồng dư luận phản đối, không đồng tình, với một đánh giá chung rằng đề nghị đó là một giải pháp cứu cho các quan chức tham nhũng được thoát hoặc giảm nhẹ tội khi đưa ra xét xử. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang viết trên trang Facebook cá nhân như sau: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị giảm nhẹ cho tội phạm tham nhũng nếu không vụ lợi. Tôi nghĩ có thể làm sai không vụ lợi, chứ có tham nhũng không vụ lợi thì lại không có. Nói với tờ Thời báo chấm D từ An Giang với điều kiện ẩn danh, một cán bộ quân đội đã nghỉ hưu cho biết đây là một vấn đề hết sức bất hợp lý. Như thế sẽ tạo ra những điều khoản pháp lý làm vỏ bọc để che chắn cho cán bộ tham nhũng. Đề nghị của ông Lê Minh Chí là hoàn toàn đi ngược với chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có vùng tránh của ông Tổng Bí Thư, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí. Đây là một tâm lý chung của những người quan tâm với tình hình đất nước hiện nay. Nhưng ít người biết được rằng đây chính là chủ trương của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người đã phát biểu rằng cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ, và không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt. Vấn đề đó đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nghị quyết khóa theo yêu cầu của ông Tổng Bí thư, thể hiện rõ ràng tại thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc cho phép lãnh đạo từ ủy viên trung ương trở lên nếu tham nhũng khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức thì sẽ được miễn truy tố hình sự. Vấn đề đáng bàn ở đây là liệu có cán bộ đã vi phạm tham nhũng mà lại không vụ lợi hay không. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt, vụ lợi là động từ chỉ việc mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân, và vụ lợi theo quy định của Bộ luật hình sự là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng chiếm đoạt lợi ích và vật chất hoặc phi vật chất không chính đáng cho mình hoặc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, tang vật thu hồi được trong một vụ án tham nhũng. Nghĩa là hành vi tham nhũng thì đã bao hàm đồng thời hành vi vụ lợi. Vậy bất vụ lợi ở đây đâu ra mà Viện trưởng Lê Minh Chí đã đề nghị để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các quan tham? Tiến sĩ Mạc Văn Trang thì cho rằng, tôi nghĩ có thể làm sai không vụ lợi, chứ không có tham nhũng không vụ lợi. Là vì lý do như vậy, điều đó cho thấy thực chất và nhận thức về pháp luật của người đứng đầu cơ quan kiểm soát của nhà nước Việt Nam rất có vấn đề, và có thể khẳng định ông Lê Minh Chí chưa thuộc bài. Được biết trước đây vào ngày 20 tháng 3, ông Lê Minh Chí cũng từng đề nghị trước Quốc hội về việc xem xét cho phép giảm phạt tù, tăng phạt tiền đối với người đứng đầu có sai phạm, nhưng không có mục đích vụ lợi. Theo nhận định của giới chuyên gia và công luận thấy rằng, những đề xuất của ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam Lê Minh Chí đã không đảm bảo được sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, điều mà đã được hiến định trong hiến pháp của Bộ luật hình sự Việt Nam.
đồng thời sẽ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm. Đó là các quan tham cứ việc tham nhũng, nếu bị phát hiện thì chỉ cần trả lại 2/3 tài sản tham nhũng thì sẽ được thoát tội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đề nghị giảm tội cho quan tham không vụ lợi, Viện trưởng Lê Minh Chí không thuộc bài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.